Do mật độ đi lại lớn, là trung tâm của các khu công nghiệp thuộc ba địa phương là thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. Hơn nữa, do được xây dựng đã nhiều năm nên hiện nay đường DT266 đoạn từ ngã tư Sông Công đến ngã tư Điểm Thụy xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, các khu công nghiệp và khu đô thị được hình thành, đường 266 luôn phải oằn mình chịu các loại xe tải hạng nặng chở vật liệu xây dựng, chở đất từ các mỏ đất trong khu vực qua lại, vừa gây bụi vừa phá hỏng đường. Trước kia là nó đi là hơi chật chội, công nhân đi nhiều, mấy bụi lòm mấy chung quanh nó làm đường là nó hơi chật chội. Thế cho nên là bây giờ nhà nước đã mở thông ra thì là dân chúng tôi rất phấn khởi, là mong làm cho nó nhanh để chúng tôi đi lại cho nó dễ dàng. Nhu cầu cải tạo nâng cấp đường là nhu cầu bức thiết của chính quyền và bà con nơi đây. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp đoạn đường này từ ngã tư Sông Công đến ngã tư Điểm Thụy là quyết định khiến nhiều người dân ở đây rất phấn khởi. Được biết dự án có tổng chiều dài gần 5 km, bề rộng nền đường 19 m. Trên tuyến thiết kế một cầu vượt đường sắt có chiều dài hơn 88 m, chiều rộng 16 m. Tuyến đường có đầy đủ các hạng mục, hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, đường gom cầu vượt, hào kỹ thuật, hè đường, bó vỉa, điện chiếu sáng. Tổng mức đầu tư dự án cải tạo nâng cấp này là 200 tỷ 956 triệu đồng bằng nguồn vốn đầu tư công. Dự án sẽ được tiến hành từ năm 2021 đến năm 2023. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Giao thông Thái Nguyên là chủ đầu tư dự án này, đang tập trung phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, thực hiện bàn giao, cọc giải phóng mặt bằng, đo đạc bản đồ địa chính, thực hiện giải phóng mặt bằng. Do làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân hiểu được lợi ích hiệu quả kinh tế mà tuyến đường đem lại, nên công tác cải tạo được sự ủng hộ và đồng thuận của người dân. Bây giờ ai làm ra mặt đường thì chúng tôi là rõ hết. Chứ còn nếu mà chúng tôi mà đất không phải đất của chúng tôi là chúng tôi rõ hết, ủng hộ luôn. Qua kiểm đếm, số hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn huyện Phú Bình với chiều dài tuyến là 3,2 km, có 175 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó có 39 hộ vừa có tài sản, vừa có đất. 12 hộ chỉ có đất, 111 hộ có tài sản. Tổng diện tích thu hồi là trên 3.770 m². Trên địa bàn thị xã Phổ Yên có chiều dài tuyến là 1,8 km, có 82 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó có 32 hộ vừa có tài sản, vừa có đất. 50 hộ chỉ có tài sản. Tổng diện tích đất phải thu hồi là 6.630 m². Ngay sau khi Ủy ban nhân tỉnh đã có quyết định đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến đường 266 Điền Thụy đi Sông Công, thì Ủy ban huyện đã triển khai kế hoạch. Thì đối với Ủy ban xã Điền Thụy, từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021, chúng tôi đã cho tổ công tác rà soát các cái hộ hai bên dây đường 266. Như vậy là chúng tôi đã thống kê rà soát được 175 hộ là có mái vẩy chiếm dụng vào hành lang đường giao thông và có mái vẩy. Thì chúng tôi đã vận động tuyên truyền, và sau khi có cái thông báo của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thì 100% các hộ dân đồng thuận, nhất trí cao với cái việc mà giải tỏa hành lang để bàn giao mặt bằng để nâng cấp đường tỉnh lộ 266. Chúng tôi đã thành lập hai tổ công tác, tổ dân vận của Đảng ủy khối dân vận của xã, để đi vận động đến các cái hộ mà thông báo về cơ chế và chính sách cho các hộ được biết. Cho đến nay thì công tác giải tỏa, giải phóng mặt bằng thì diễn ra rất là thuận lợi, 100% là nhân dân ủng hộ. Và chúng tôi triển khai vào họp ban thường vụ, họp cơ quan xã và họp khối dân vận của xã, thì để phân công giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ của xã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện cái dự án. Và trong vòng 20 ngày thì chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ đã thực hiện xong vấn đề giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư để tiến hành thi công. Hiện nay hai địa phương đã thống nhất với chủ đầu tư rà soát xong ranh giới và số liệu thu hồi đất để thực hiện phê duyệt, nhưng dự án bồi thường để phấn đấu đến ngày 25 tháng 7 2021 sẽ chính thức khởi công dự án này. Ủy ban nhân dân hai địa phương là thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình cũng đã chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng dọc tuyến nơi dự án đi qua, trong đó lấy điểm xã Điểm Thụy huyện Phú Bình là điểm đầu tuyến trọng điểm. Với Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư. Thứ nhất là tập trung vào cái việc mà tuyên truyền đến bà con nhân dân
ở dọc cái tuyến đường mà trên địa bàn địa phận huyện Phú Bình và nối với sông Công. Thế thì cái việc tuyên truyền này thì chúng tôi thực hiện rất là rộng rãi và để cho thấy bà con thấy được rằng là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính tuyến đường này sẽ phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của huyện Phú Bình cũng như là tỉnh Thái Nguyên. Thế và qua đó thì bà con dân rất là phấn khởi, đồng tình, đồng thuận, ủng hộ. Thế và qua công tác tuyên truyền thì chúng tôi thấy rằng là cái sự phối hợp giữa Ủy ban Phú Bình và chủ đầu tư thì chúng tôi phối hợp rất là tốt. Và đặc biệt là về phía chính quyền địa phương của Ủy ban Nhân dân xã Điểm Thụy, các đồng chí cũng đã vào cuộc tuyên truyền vận động đến nhân dân và bà con dân rất là phấn khởi khi được có được cái nâng cấp cải tạo cái tuyến đường này. Mặc dù chỉ có chiều dài gần 5 km nhưng dự án cải tạo nâng cấp đường DT266 đoạn từ ngã tư sông Công đến ngã tư Điểm Thụy có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là với xã Điểm Thụy bởi nằm giữa các khu công nghiệp của tỉnh như khu công nghiệp sông Công và sông Công 2 ở phía Bắc, khu công nghiệp Yên Bình ở phía Nam và khu công nghiệp Điểm Thụy. Sự phát triển kết nối của các hệ thống giao thông cùng với sự phát triển kinh tế chung của tỉnh sẽ là tiền đề hình thành nên khu đô thị mới Điểm Thụy. Khi trục đường hoàn thành sẽ kéo theo nhiều dự án đầu tư về đô thị, tạo nên diện mạo mới là động lực góp phần không nhỏ cho Điểm Thụy nói riêng và Phú Bình nói chung ngày một phát triển xứng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có của địa phương.